Rồi, hôm nay em chính thức bàn giao con xe hổ bồ TX280 phiên bản là 14 tấn 3, thùng dài 9,7 về cho chị Hồng và anh Quyền tại Bù Đăng, Bình Phước nha anh em. Chúc anh làm ăn thuận lợi và nhận được xe thì sẽ hàng đầy ắp và sẽ gặp nhau vào một cái buổi lễ bàn giao tiếp theo nha. Hổ bồ hùng mát TX240 phiên bản 3 giò đầu led, xe cực kỳ đẹp luôn. Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Thì em mới vừa đăng cái video bàn giao xe cái chiếc TX280, chiếc hổ bồ 3 giò cho anh Quyền tại Bình Phước rồi. Thì xe cũng chưa có về nhà để phục vụ khách hàng vội đâu, do là cái thùng của khách hàng còn phải gia cố lại thêm một xíu nữa mới có thể chở nông sản được. Thì những cái hạng mục mà của chiếc xe của mình á, thì em sẽ để cho anh chị xem đây ha, là nó sẽ có những cái hạng mục sửa chữa từ cái đây, như là cái nó sửa chữa từ cái chuồng heo, là mình sẽ làm heo kiểu Đà Lạt đi làm thêm một cái khung ở phía trên nữa đó, rồi chúng ta sẽ gia cố phần bẩn và cũng như là làm một phần đà. Thì trong cái video này thì em sẽ tổng hợp luôn cái quá trình từ khi mà chiếc xe nó đang ở nguyên trạng là heo không tiêu chuẩn tới khi mà xe nó thành một cái thùng đúng để chúng ta có thể chuyên chở nặng được. Và em sẽ đánh giá luôn cái thùng khi mà thùng hãng mà anh chị mua ra nó hiện trạng nó như thế nào, em sẽ chỉ cho anh chị. Và sau khi mà nếu mà chúng ta gia cố lại chi phí nó sẽ là khoảng bao nhiêu thì em sẽ báo luôn cho anh chị trong cái video này nha. Đây sẽ là một video về đóng thùng, mọi người có thể cùng chờ xem nha. Rồi, đây thì trước mắt chúng ta đây là cái con TX280 nha. Con này là cái tải của nó được là 14 tấn 3, thùng dài là 9,7 m chiều dài, 9 bẩn mở. Và cái thùng của nó là đây, em sẽ giới thiệu qua cho anh chị cái thùng xíu. Thùng này là thùng của nhà máy đóng để đăng kiểm thôi, chứ thật sự là nếu mà đóng để mà đi chạy hàng là không được, tạm tháng là quăng cái thùng này luôn à. Rồi, cơ bản của thùng của chúng ta là như anh chị thấy đây, em theo quy cách của em đóng lại á, là hiện tại của chúng ta sẽ có là hai khung, cái chục cái phần chuồng heo trên là chúng ta sẽ có hai khung đúng không đó. Đây thì em thứ nhất là em sẽ sắp lại cái phần chuồng heo này, nó đang hơi thưa quá, em sẽ sắp lại cho nó ngay và nó khích lại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở mấy cái đố 48 đây anh chị thấy đó, thì ngay đây là nó mới hàng chấm bon thôi, em sẽ cho hàng liền luôn, liền hết từ trên xuống dưới luôn, để cho cái thùng của chúng ta cho nó cứng, chứ nó không có hàng chấm cái này là xài thời gian là mình rung cái thùng nó cũng nó lắc theo nữa, chứ ở đó mà chạy hàng mà chở mì hay là chở nông sản hay là chở củi thì không được đó. Rồi phía trên cái phần khung trên này á, em sẽ làm thêm một cái đố 48 nữa, ở đây là 36 rồi đúng không, chúng ta làm thêm một cái đố 48 nữa để nhưng mà vẫn giữ nguyên chiều cao là 2m15 nha, mình làm lại thùng Đà Lạt thôi. Rồi em sẽ đi thêm một mớ dây bẹ nữa đó, dây bẹ chứ không có đi dây cáp, đi dây bẹ. Đây anh chị thấy nè, thầy thợ họ đang tiến hành tháo mấy cái kèo con ra. Đây em sẽ qua bên kia cho mọi người xem nha. Đó, còn hiện trạng còn cái bẩn nữa với lại cái dàn đà. Đây cái bẩn thì hồi nãy em với bên thợ đã mở bẩn ra để nghiệm thu cái bẩn này rồi. Thì như anh chị thấy đây á, là cái bẩn này nó sẽ phải dày khoảng tầm ly 2 đi, nó hơi ồn xíu nha anh chị đó, nó tầm 1 ly 2, nhưng mà thật sự là nếu mà đi kiểu này là ké thùng hết, cho nên là cái bài toán là em sẽ cặp thêm một cây nữa, cặp thêm để cho nó cứng lên, rồi sau đó là em đi mút và em lót một cái lớp tôn kẽm 2 ly nha, chứ không phải là máy dê nha, 2 ly cho nó cứng thùng đó. Rồi vách xa cabin anh chị thấy đây, hiện tại là nó chỉ có phía phần nửa phía dưới thôi, em sẽ làm cho nó ở phía trên cho nó kín luôn đó, lót thêm một lớp nữa tầm 1 ly, anh nhìn như chị thấy không nè.
em zoom cho anh chị xem nè. Đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở ngay cây đó 48 á, nè zoom kỹ thêm thế nào anh chị thấy không, đó là nó hở chứ nó không có hàng liền. Mục tiêu của em là em sẽ hàng liền cái phần đó 48 đó luôn, rồi hai cái đó 36 em cũng làm cho nó liền luôn đó, chứ hàng chấm cái này mà chơi không được. Làm kiểu cái hàng chơi cái kiểu mà làm từ cái khung xong rồi hàng rồi bắt ốc vô trụ là cái thùng này chơi không được, chúng ta phải làm liền luôn đó. Cơ bản là cái phần vẫn là như vậy ha. Mình chuồng heo là làm kiểu Đà Lạt như vậy á. Cái bẩn á, thì chính bẩn chúng ta sẽ lót thêm lớp đây ở cái phần ở dưới đây á, thì ngay cái phần cái hộp đôi, cái đài hộp đôi là cái chỗ chịu lực của mấy cái trụ nè, hai chỗ chịu lực có mấy cái trụ là nó chịu cái lực nhiều nhất á, thì nó đi hai cái bát chống sâu này là nó còn yếu lắm, cho nên là em sẽ đi thêm cái bát tam giác nữa cho nó mới cứng cái thùng. Ở mỗi một bên gì đó em sẽ đi một cái bát tam giác nha. Nó hiện tại là nó có 1, 2, 3, 4, 5 thì là mỗi bên là em đi 5 cái tam giác, chỗ nào mà có tà đôi là em sẽ đi hết luôn đó. Và làm thêm mấy cái tăng đưa từ cái chảo tăng đưa từ taxi lên cái lường để cho mình giữ cái thùng lại cho nó không bị xô, là em làm tổng cộng là 10 cái ha. Đó rồi, đây là cái phần dàn giếp xe ha, thì mình cho anh em xem cái phần dàn giếp một xíu nè. Đó xe này là xài đã sử dụng là động cơ man với lại cầu man luôn, nên là một con xe rất là đồng bộ. Rồi phần phía sau này á, thì đây là cái chỗ mà khách hàng họ thải quăng cây này kia lên nhiều, cho nên là em làm cái này là em sẽ làm cho nó dày lên đó, thì cũng là làm cái tôn kẽm hai, ta làm tôn kẽm hai ly luôn, và làm thêm cái dây xích móc cái bẩn đây, ở đây cái chỗ này nè, mình làm dây xích móc bẩn nữa là một cái đó. Rồi thì cơ bản nếu mà anh chị sửa hết nguyên bộ thùng này á, sửa lại để có thể xài được nha, gọi là xài được chứ không phải là để xài luôn, xài được thôi, thì nó sẽ rơi vào tầm là ba mấy gần 40 là mình có thể sửa cho nó cứng cái thùng lại, rồi gia cố thêm mối hàng ở trụ ở trụ chuồng heo nè, rồi mấy sàn nữa, sàn này sàn 4 ly nè anh chị, cực kỳ dày luôn đó, sàn 4 ly đó, gia cố thêm một mớ đó nữa cũng loanh quanh tầm trên dưới 40 thôi. Tại tùy thời điểm mà vật tư lên xuống cho nên là em không báo giá chính xác được. Anh chị đóng thời điểm nào hoặc là anh chị gia cố thời điểm nào thì em sẽ báo giá vật tư ngay cái thời điểm đó cho anh chị nha. Đó. Rồi thì mọi người cùng nhau chờ xem cái quá trình hoàn thiện con xe này nha mọi người.